Có cơn mưa nào đôi mình đi qua, anh đến bên em ngày đôi mình chia xa. Mỗi lá rơi bên hồ nỗi cô đơn lớn lên. Mùa thu ấy em không còn bên cạnh anh nữa, anh đứng nơi đây chờ em cùng cơn mưa. Chúng ta sau này chẳng có chúng ta bây giờ. Xin được gửi lời chào đến các khán giả của Onset. Hôm nay thì chúng ta ở trong một cái phim trường rất là đặc biệt. Không phải ai cũng có mặt ở đây được. Và dù mình cảm thấy rất là vinh dự khi có mặt tại Tư Gia của Nu Phước Thịnh, cũng là khách mời của Onset số này. Xin chào chị Diệu Minh, xin chào Onset. Cảm ơn vì một buổi nói chuyện trong một buổi chiều tuyệt vời như thế này. Và hy vọng rằng cái câu chuyện này cũng sẽ như một chiếc view thú vị này để mà đem tới rất là nhiều những cái nguồn năng lượng, như là đem tới nhiều câu chuyện thú vị để chia sẻ với mọi người nhé. Ê, chị nghĩ là em mà ở nhà mà cái view vậy chắc không muốn đi đâu luôn đúng không? Thì bình thường cái tính em cũng là không đi đâu. Bình thường cái tính mình cũng sẽ không có gọi là introvert nhiều. Mình thì bị thích đi làm xong về. Mà nhất là mọi người nghĩ đi, mình sở hữu một cái view như thế này, xong rồi mình kiểu về rồi đi làm mệt mỏi về là mình chill với một ly rượu là coi như perfect mọi thứ, là không còn gì để bàn cãi, cũng không muốn ra ngoài luôn. Thật sự luôn á. Xong rồi ai đó kể với tôi là đêm giao thừa đứng ở đây ngắm pháo hoa dữ dằn lắm đúng không? Nhưng mà cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Cái gì nó cũng sẽ có hai mặt của nó. Khi mà bạn ở một cái đỉnh cao nào đó, dĩ nhiên mà sẽ cảm thấy rất cô đơn. Nhất là những cái ngày lễ Tết, những cái ngày Valentine hay là Noel đồ. Ở dưới, mọi người cứ tưởng tượng ở dưới sẽ là một khung cảnh của một Sài Gòn tấp nập, nhộn nhịp. Sau những cái giờ đi làm về, rồi sau những cái giờ mà để mà mọi người có thể coi như là cùng nắm tay nhau, cùng tận hưởng một những cái đêm Sài Gòn thật là lấp lánh ở dưới, thì mình chỉ có một mình ở trên đây cùng với ly rượu và tận hưởng tất cả những cái sự nhộn nhịp vui vẻ đó trong một mình. Nhưng mà tức nha, ủa em muốn một mình hay hai mình là ở em thôi? Cũng không biết nữa, dông dí làm sao mà kiểu bản thân mình bị đến giờ mình vẫn chưa có một cái cơ duyên nào đó để mà thật sự để mà mình lại đồng hành với một người nào đó, để cùng người đó để ngắm nhìn tất cả mọi thứ như vậy. Mọi người hay nói như vậy, mọi người hay nói là nhìn mình vậy thì chắc là cũng sẽ có rất là nhiều những cái dễ dàng để mà mình chọn lựa mà. Đúng rồi, rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà chỉ có người trong cuộc thì mới hiểu được. Đôi khi mình cũng không thể nào mà mình có được những cái khoảnh khắc, cái cảm xúc như là những người bình thường ngoài kia mà người ta đang có. Ví dụ giống như là lúc nào Nu cũng cảm giác là mình sẽ dè chừng, đề phòng người ta đến với mình vì lý do gì? Trước đây thôi, bây giờ thì cũng trước đây, bây giờ thì kiểu giống như mình cô đơn lâu ngày quá. Xong mình cũng phải cố mình hạ cái standard của mình xuống, hoặc là bản thân mình cũng chỉ phải cần trời mưa mới chạy vô nhà. Đúng rồi. Như là mình cũng phải kiểu những cái cuộc chiến ngon ngay kia của mình nó rất là nhiều. Đó. Xong rồi mình cứ lao đầu và mình đấu tranh, mình chiến đấu như đầu rơi máu chảy các kiểu. Nhưng mà đến khi quay lại thì mình lại vẫn một mình. Kiểu đôi khi Nu nghĩ là người ta đến với mình vì những cái hào nhoáng bề ngoài, mà chưa chắc là vì cái con người thật của mình, nên vì vậy mà em e dè, có đúng không? Có không? Thật ra với xã hội bây giờ, khi mà thật sự hai cái đối tượng mà đã matching với nhau rồi thì dễ dàng tìm hiểu nhau thôi. Và đôi khi mình cũng sẵn sàng để cho người ta lợi dụng mà. Chỉ cần quan trọng một điều đó là hợp nhau thôi. Còn nếu mà thật sự đã không hợp thì ngay cái nốt nhạc đầu tiên đã không có thể nào có duyên đủ để đứng lại một phút để mà có thể mà cho nhau cái cơ hội để mà mở lòng ra, chứ đừng nói tới chuyện mà người ta có thể lợi dụng mình. Và nếu mà thật sự gặp đúng một người nào đó gọi là cùng vibe nè, cùng tần số bắt được các kiểu, thì chuyện mình thì mình không dám nói là mình đủ thông minh, đủ khéo léo để lợi dụng người ta đâu. Nhưng mà nếu ở mình có một cái gì đó để cho người ta có thể lợi dụng được thì mình cũng sẽ được đem lại một cái sự kết nối, một cái sự thông cảm và thấu hiểu. Thì như vậy thì win-win 50 mà. Nhưng mà nói như vậy thì nghe có vẻ giống như là em sẵn sàng mù quáng trong tình yêu. Vậy chị nói cho em nghe coi, trong tình yêu ai là người tỉnh táo được? Và nhất là với xã hội bây giờ nữa, mọi thứ nó rất là nhanh và người ta cứ lao đầu theo nó. Và đôi khi hỏi ra
luôn vỗ ngực tự xưng là mình là một người rất tỉnh táo, mình là một người rất lý trí. Nhưng giờ chẳng ai hỏi câu chọn con tim hay chọn lý trí nữa, mà là tôi đã từng mù quáng, tôi đã từng suy, tôi đã từng rơi vào trong đúng ngay cái vũng bùn mà bản thân tôi đã từng coi như dè chừng với nó. Chứ nó đã qua em nói được rằng là Noo Phước Thịnh của đoạn này là đoạn sẽ không nói bất cứ một điều gì về cái vấn đề rằng là không bao giờ mình đôi khi với nhiều người có nhiều người nói chứ phải đến lúc người thứ hai xuất hiện thì mình biết mình là người thứ ba. Vậy thì đâu có ai nói được rằng là mình đủ tỉnh táo hay là mình đủ lý trí trong khi mà mình đang đắm chìm vào trong tình yêu, và nhất là những người mà kiểu cô đơn quá lâu vậy rồi thì trời hãy lợi dụng tôi đi. Hãy lợi tôi tới Em mà lợi dụng đã combo soái ca rồi mà còn mù quáng nữa là làm chết, sao, là chết, là chị em là nhưng bây giờ em vẫn hình chưa mẫu, chết. Nhưng bây giờ em vẫn chưa hình chết mẫu lý tưởng đó. này, cứ là sao hình mẫu lý tưởng Hình là mẫu lý tưởng là soái ca và mù quáng tình yêu, đội bồ lên đầu. hãy đến và giết mình đi, tại vì hãy đến và làm cho mình chết đi, tại vì thật sự cũng không, thật ra là trước đây thì em là người thách thức với sự cô đơn này, tại vì mình nghĩ cái gì nó cũng phải có đánh đổi của nó, và cái thứ mình đánh đổi đó là mình ngang nhiên, mình tự mãn luôn trên cái danh vọng của mình đó. Khi mà mình mua cái căn hộ như thế này, mình sở hữu một căn hộ như thế này, mình có một chiếc view như thế này, mình cố tình để mình chọn chiếc view như thế này, để mình cố tình mình đồng hành với cái sự đơn độc đó, để mà mình thách thức lấy tất cả những cái sự hạnh phúc ngoài kia. Tại vì mình nghĩ hạnh phúc nhất đối với mình đó là sự nghiệp. Bây giờ mình bồi đắp cho sự nghiệp mình đỉnh cao các kiểu, xong rồi thì chắc chắn là mình sẽ hạnh phúc nhất rồi. Tại vì bao nhiêu người ước mơ có được một sự nghiệp như vậy. Nhưng để rồi đến đúng cái giai đoạn, đúng cái giai đoạn là tự động nó giống như cái công tắc vậy đó, click một cái là tự động mình bị giật mình, và mình lại cần tình yêu, lại cần sự đồng hành, lại cần những sự thấu hiểu hơn. Lúc này hơn bao giờ hết mình cần có một người hiểu mình thôi, lắng nghe mình thôi, chứ cũng không 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 đòi hỏi rằng người đó hoàn hảo hay là một người nào đó sẽ đủ standard này kia các kiểu. Mình chỉ cần đủ một người mà họ sẽ trải lòng, họ sẽ luôn luôn đồng hành với mình lúc vui lúc buồn thôi đó. Trời, cái đó mới, thật ra cái đó mới là cái giá của một vở diễn, cái giá của một cái buổi biểu diễn cuối cùng mà mình có được, chứ không phải đơn thuần chỉ là ok tôi thành công, tôi nổi tiếng, tôi danh vọng thì bắt buộc là tôi phải cô đơn. Đó không phải là cái giá mà mình tưởng tượng như ban đầu. Nhưng mà rốt cuộc thì cái giá của ngôi sao là cô đơn. Cái giá của một ngôi sao là sự đơn độc. Đơn độc. Cô đơn là sự lựa chọn. Còn đơn độc là một cái hành trình mà nó thách thức mình. Nó luôn luôn có sự thách thức ở trong đó, và nó là mặc định đó. Bắt buộc là mình phải đơn độc trên cái con đường này, tại vì để mà một người có thể đủ gần, đủ hiểu, đủ lắng nghe, đủ chia sẻ cái thời gian đó, đủ cảm thông, khó, rất khó. Tại vì thật ra thì nhiều khi là do bản thân em nghĩ cái tiêu chuẩn đó có vẻ đơn giản nhưng mà đụng vô á thì nó sẽ rất là khó. Không biết có phải là quá muộn cho một cái việc mà mình mất đi một cái kỹ năng để mà mình có thể kết nối với lại những thế giới ngoài kia hay không? Tại vì trước đây, Nu của trước đây là mình đặt cái thế giới một bên, mình nhào vào nó để mình coi như là mình chiến đấu, xong sau đó mình bước ra khỏi thế giới đó, mình về lại với cái thế giới nhỏ bé của mình nè. Mình về lại những cái thói quen hàng ngày như là chơi game nè, coi phim, enjoy, ăn uống những món mình thích, rồi cứ loanh quanh vậy thôi. Đó, xung quanh cuộc đời của Noo Phước Thịnh là ngoài công việc ra thì chỉ có gia đình, công việc là hết. Đó. Nhưng mà cho đến bây giờ thì mới cảm thấy là một chút chạnh lòng khi mà những cái nắm tay nè, những cái khoác vai nè, những cái nụ cười, khi có những cái nó đến từ những cái rất đơn giản, chẳng hạn như hai người ngồi ăn với nhau thôi, cười nói vui vẻ thôi, hoặc đi đâu đó, không cần phải cao sang, không cần phải gọi là
gọi là quá gì cao vời, rất mộc mạc và bình dị thôi, thì cái đó là cái mà xa xỉ đối với mình lại cảm thấy trời ơi. Không, nhưng mà hầu hết cái tư duy ấy, những cái mà chị Minh thấy ấy, em nghĩ mọi người kia đều thấy và họ đều đánh giá, ồ cái việc này nó quá dễ mà, ừ nó quá đơn giản mà, kiểu như em nói vẫn chưa thuyết phục chị ấy. Ừ. Nhưng mà không ai hiểu được một điều rằng là người ta sợ mình đó, trước khi mình kịp e dè thì người ta đã sợ mình rồi, người ta đã nghĩ ồ cái này cao quá, cái này lấp lánh quá, cái này sẽ rất khó để mà có thể tiếp cận, sẽ khó gần. Thì ngay cả cái suy nghĩ đầu tiên, cái nốt nhạc đầu tiên đó, mình mới là người bị người ta bỏ, chứ không phải là mình có phép bỏ người ta trong nốt nhạc đầu đâu. Giống như kiểu giống như là chưa quen là đã sợ cái này chia tay rồi, nên thôi không bắt đầu luôn rồi. Tức là trong mắt mọi người cứ nghĩ chà, Noo Phước Thịnh, ngôi sao hạng A hàng đầu, rồi ca sĩ ngôi sao đẹp trai soái ca nam thần các kiểu, ôi chắc bao nhiêu vòng tay của cô gái này các kiểu đó. Cái suy nghĩ đó thôi là người ta đã không tiếp cận. Thôi yêu Noo mệt lắm, nội mà đi cắn thôi là hết hơi rồi. Không, nhưng nếu mà một cái gì đó mộc mạc bình dị thì chắc cũng chả cần phải canh đâu, tại vì trước sau rồi cũng sẽ phải về với nhau. Mình thích cái cảm giác đó đó, mình thích cái cảm giác có cái động lực để biết rằng là bên cạnh nhau rồi xong rồi lại xoay vần với áp lực cuộc sống xã hội rồi lại về với nhau, thế thôi. Nói như vậy thì nhiều người sẽ tò mò, vậy thì trong tình yêu Noo là một người yêu như thế nào? Trong tình yêu hả? Noo là một người yêu thế nào hả? Chà, cái hình ảnh đó bây giờ phải ngồi tưởng tượng lại cái hình ảnh của cái thằng Noo mà lúc mà nó đang yêu sẽ như thế nào. Bây giờ chị cho em một vài sự lựa chọn đi, nó sẽ dễ hình dung hơn. Ok. Tính cách với ngoại hình em sẽ ưu tiên cái nào hơn? Tính cách với ngoại hình hả? Chết rồi. Tính cách đi ạ. À? Mới tới đó thôi, đã thấy vân vân rồi. Tính cách đi ạ, à? Nhưng ngoại hình vẫn phải ok một chút đúng không? Chứ mà bây giờ mà ngoại hình mà... Thật ra bây giờ ngoại hình nó cũng là cái để mà có thể kết nối được với nhau á. Cái yếu tố đó mà hơi tham chút xíu, người lớn thì không ai chọn một đó. Người lớn thì sẽ chọn cả hai. Rồi. Sôi động với lại sâu sắc, em sẽ chọn cái nào? Sao chị có thể nghĩ được những điều đó hay vậy? Ủa thật sự ngoài kia là phải chọn một trong hai hả? Không, bây giờ em chọn thì sẽ vẽ lên được cái hình ảnh của nhưng đối cái điều quan của trọng là thôi. Nhưng cái điều quan trọng là em thấy vừa rồi chị có biết em đi diễn hay in mall đó, ở ngoài Hà Nội á, có rớt ai đó rớt một chiếc hài. Em có cầm cái chiếc hài đó lên đó, và chị đang chị và chị có phải đang là cái người mà đi tuyển người để mà đeo vừa cái hài đó không? Chị có phải là cái người mà đang âm thầm đi kiếm đó, chủ nhân của chiếc hài đó không? Thì em em không biết lựa. Em không biết lựa. Sôi động hả? Cuộc sống em cần sự sôi động. Cuộc sống em cần những người chủ động. Năm nay em chắc em đi. Đó, rồi và sâu sắc hả? Em thấy nha, các bạn nữ bây giờ á có đủ hết luôn á. Có vừa sôi động mà vừa sâu sắc luôn á. Cái đó thì em có nên lựa chọn không? Tại vì nhưng mà sẽ có nhiều người nha, kiểu là rất là cuộc sống rất là màu sắc, rất là ồn ả nhưng mà không chia sẻ được những cái tâm tư với em, và có những người là kiểu giống như là nhìn nhau là hiểu ý nhau nhưng mà lại boring, lại kiểu giống như là cuộc sống bình thường thì lại không tạo nên được những cái thú vị bất ngờ đối với em. Vậy hả? Ừ. Khó chọn quá. Thôi em chọn sâu sắc như vậy. tại vì thật sự em, nếu mà một người đủ sâu sắc á, họ sẽ biết cuộc sống của em thiếu cái gì. Và bản thân họ nếu cả hai thật sự đủ yêu nhau, họ sẽ tại vì cái người sâu sắc là cái người có thể chuyển mình trở thành từ một cái người mà người sâu sắc ít khi boring lắm. Người sâu sắc ít khi boring lắm. Tại nhưng vì kiểu, họ kiểu họ hướng nội á. Boring thì không, nhưng hướng mà nội thì họ không có chọn đâu. Hướng nội là họ không chọn đâu chị Minh. Hướng nội là em nghĩ hướng nội là họ họ cũng chẳng bao giờ, tại hướng nội luôn luôn là người chấp nhận. Người hướng nội là người luôn luôn chấp nhận. Họ sẽ chấp nhận với lại môi trường của họ, họ sẽ chấp nhận với những tệp đối tượng của họ. Ừ, họ không chọn đâu. Cho nên là em chọn sâu sắc á. Bạn nào sâu sắc thì đó. Thì đó. Mới chỉ có đưa ra hai sự lựa chọn thôi mà thấy Noo cũng hoang mang nhẹ rồi. Dạ, em thấy chưa? Em nói là đó, em chỉ cần một người như vậy thôi. Nhưng mà có vẻ là khó lắm đúng không?
chứ đâu có dễ. Thì khó. Thì khó mà, chứ đâu dễ như, chứ đâu dễ như là mọi người vẫn tưởng tượng rằng là có rất nhiều đối tượng ngoài kia để cho mình lựa chọn. Và điều quan trọng rằng là nếu mà nói về nhiều thì ở ngoài kia rất 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 là nhiều người, ai cũng sẽ lao ra để đi kiếm cho mình lấy một cái niềm hạnh phúc đơn sơ thôi. Và chắc chắn một điều rằng là họ sẽ có vấp ngã và họ sẽ có những lần sai lầm để họ tìm đúng được một cái bàn tay để mà họ nắm. Em là loại người không vì quá cô đơn mà nắm là nhầm lấy một bàn tay nào đó đâu. Em là người không vì quá quá là vã rồi, quá là cô đơn quá để mà có thể nắm nhầm một bàn tay nào đó. Em nói chung Thà đó không đó yêu chứ không yêu lầm. đó là cái yếu tố nó hơi lớn trong em để mà nó tạo lên một bức tường. Tại vì em đủ rồi, qua rồi cái thời gian để mà đứng nhìn một cái lựa chọn sai, hoặc là lại lại tự excuse bản thân, tự đặt ra lý do cho bản thân là chà, cái này phải chịu nè, cái này mình phải cảm thông nè. Tại vì luôn luôn trong một mối quan hệ em sẽ luôn luôn cố để mà cảm thông, cố để mà có thể đặt ra lý do để mà biện bạch cho cái trường hợp, cái trường hợp đó. Em lại là người bị như vậy. Tại vì em không nghĩ rằng là, tại vì luôn luôn em nghĩ rằng bản thân mình quê mùa, đi sai hướng, chứ em không dám nghĩ rằng người ta là người sẽ có những cái tư duy đó. Đó, tại vì em nghĩ người ta ngoài kia yêu chắc chuyên nghiệp hơn em Sao chị nghe đồn ngược lại ta? á. Á Thôi chết, lời đồn thật là chá. hư hỏng. Nhiều lời đồn lắm. Nhiều lời đồn lắm. Đồn Phương Thịnh nhiều lời đồn lắm. Ví dụ đi Mà ạ. thì đó, master trong chuyện yêu chẳng hạn, ví dụ Ghê như vậy? vậy Qua. đó. Wow. Master trong chuyện yêu. Trong tình yêu. Không, sai. Có một vài người cứ nhìn em mà kiểu cứ hỏi giờ này yêu ai, kiểu kiểu vậy. Cái em mới đi là em bộ nhìn mặt này nhiều người yêu lắm hả? Bộ nhìn mặt này tráp lắm hả hay gì? Ừ, tráp Trap boy đồ. Cái người ta có nói chứ gì nữa? Đúng rồi chứ gì nữa? Em mới nói không. Không. Và họ cứ mặc định rằng là cái người này là người đang yêu phải không? Cái người kia là người đang yêu đúng không? Mà thật sự em mình bị cái cảm giác là không còn cái hứng thú để mà mình có thể mình phân bua, mình giải thích là không phải như vậy, không có, tôi không có yêu. Tôi không có người yêu. Tôi không có yêu. Trước đây em mạnh dạn trả lời em là người không yêu. Trước đây em mạnh dạn em trả lời không em không yêu. Sorry em chỉ là sự nghiệp và tiền rồi hết, sự nghiệp và tiền rồi hết, em không yêu luôn. Còn bây giờ sao tự nhiên em lại kiểu chích COVID, tiêm COVID vô hay sao, tự nhiên cái con virus nó làm cho bản thân mình nó kiểu giảm sức đề kháng. không còn sự phản kháng mạnh mẽ được nữa, mà tự nhiên con người mình nó bị như cũng búng vậy, nó bị kiểu rất là mình, thậm chí có nhiều lúc mình bị khờ đi luôn, là tại vì trời làm sao đi được hạnh phúc á, kiểu kiểu vậy. Cho nên đó, thôi thay tác tới những cái chủ đề mà nó thật sự nhạy cảm và tổn thương này thì thật sự là Sao tôi nhìn mặt nuôi tôi không thấy có một cái chữ tổn thương nào hết mọi người. tại vì không còn cái gì để tổn thương được nữa, không còn cái ngày trước giọt nước mắt hoặc là những cái sự buồn bã sẽ là phản ánh cho một sự tổn thương thôi. Giờ thì không còn nước mắt để rơi, nó cũng không còn cái cảm xúc của một sự Em tổn thương. làm như là em bị tình yêu vùi dập lắm vậy á. Em không được có cơ hội bị tình yêu vùi dập, chị phải định nghĩa cái đó nó mới đúng. Em thèm được những cuộc đi chơi nha, em thèm có những buổi cà phê cười nói mà không hề suy nghĩ gì hết trơn. Em thèm có những cái khoảnh khắc mà nằm coi Netflix, coi phim, nằm chơi vậy đó, xong rồi uống bia, ăn ăn snack, ăn đồ chơi vậy đó. Đó, cảm giác vậy đó, lâu rồi em không có cái đó. Vậy chứ cuộc đời, sự nghiệp của mình có cái tin đồn nào mà làm cho em cảm thấy ức chế nhất? Nó bị một cái xui, đó là thật ra từ trước tới giờ mình là cái tiếp người mà kiểu hạn chế tránh né tin đồn. Trước đây trong giới mình còn nhiều khi cái này là giống như là mình được nghe lại từ nhiều người nói là mình là một người nghệ sĩ sạch sẽ, là không không có scandal, không có drama, không gì hết.
Nhưng mà thật sự cuộc đời của người không thể nào mà tránh né hết được tất cả mọi thứ. Đôi khi có những thứ từ trên trời nó rơi xuống, mà bắt buộc rằng là mình không né được, mình không tránh được luôn. Và đúng là mình vẫn dở trong cái chuyện mà đôi khi có những thứ nó rớt xuống mà mình không phản ứng kịp, mình bị chưng hửng, đúng dùng từ chưng hửng, tại vì mình không phải là một người giỏi trong cái việc mà loạn ngôn, mình không phải là một người giỏi trong cái chuyện mà phân bua giải thích. Nếu mà một một người mẫu ảnh Nguyễn Phước Thịnh trước đây á, mà xào mà scandal nó bước lên đây, chắc cũng chả ai biết tới thằng Nguyễn Phước Thịnh mình đang ngồi đây là đâu, là gì, là ai đâu. Nhưng mà họ phải biết từ một cái thằng người mẫu ảnh, xong rồi bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu cái chông gai để mà xóa tan đi cái hình ảnh người mẫu ảnh đi hát đó, rồi tới hot boy đi hát. Cái thời của em, cái thời của Nu là bước qua rất nhiều, phải khẳng định rất nhiều, đúng không? Và để mà được, Xây từng viên gạch luôn đó. đúng rồi, mà để từng bước một để được những cái giải thưởng, nhìn ngó tới cho trao được từng cái giải thưởng, nó là một cái quá trình nỗ lực đến bây giờ khi mà công nghệ phát triển như vậy. Thì điều quan trọng một điều đó là nếu mà nói về chuyện từ trên trời rơi xuống thì có không nhiều, à không nhiều, cũng một vài cái thôi, không nhiều, không nhiều, không nhiều, không nhiều, nhiều quá thì cái đó hơi su rồi, hơi nhiều quá thì cái đó nó hơi gọi là không tốt. Nhưng mà cũng một vài cái, nhưng mà những cái đó là những cái mà nó làm cho mình bị đó, nó cũng lại làm cho mình bị tổn thương rất là nhiều, tại vì nó không đến từ đâu xa mà nó đến từ những người gần nhất với mình, nên mình lại bị buồn nhiều. Mình bị buồn nhiều là tại vì như người ta nói á, cái khoảng cách để mà tổn thương một người nó gần nhất là chỉ có khoảng cách gần, đó là chỉ có thân nhau nhất thôi. Thật ra nếu mình không cần giải thích á, người yêu mình họ sẽ hiểu, còn mình cố giải thích á, người đã không thích mình á, họ vẫn không nghe những cái gì mình nói, họ chỉ muốn nghe những cái họ họ muốn nghe thôi. Đó, mình cũng đã từng tốn rất nhiều thời gian để mà mình cố để mà mình giải thích cái bản thân mình, nhưng rồi thôi thì mình thấy mình thanh giả tự thanh, là mình kiểu mình chỉ phương châm của mình là hai chữ là trượng nghĩa, tức là mình không có làm gì sai, cho nên đôi khi mình không có muốn nói quá nhiều, nói nhiều đâm ra mình lại là người sai. Dần dà theo thời gian thì sự thật nó cũng phải là sự thật, nó cũng sẽ bốc, nó cũng sẽ phải, mặc dù là sự thật nó trần trụi lắm, nhưng nó luôn luôn là một cái hào quang mạnh nhất, nó luôn luôn là cái ánh sáng mạnh nhất để mà nó hiện hiện hữu trước mắt của tất cả mọi người. Em trước giờ em thấy luôn luôn là những trong cái showbiz này hoặc là trong xã hội này, cho dù hoạt ngôn, cho dù loạn ngôn nhiều lắm đi nữa, nhưng cuối cùng sự thật khi mà nó lòi ra thì tất cả mọi người, đúng là lúc đó nó sẽ có lường lường hai chiều, nhưng đến khi mà sự thật nó lòi lên, nó trồi lên rồi đó, thì những người nào mà người ta muốn nghe những cái điều người ta muốn nghe, họ sẽ tự lui về. Nhưng mà trong khi chờ thời gian á thì chắc là mình cũng phải sẽ có những cái ấm ức. Em giải quyết những cái ấm ức đó của mình như thế nào? Nô Phước Thịnh của khoảng thời gian này đủ cái năng lượng, đủ những cái bản lĩnh để nhìn những điều đó một cách điềm tĩnh mà không có bất cứ một cái gợn sóng nào trong lòng đó. Tại vì em thấy một cái tấm gương, một cái mẫu, là không phải chỉ một mình cái sự vụ của riêng mình, mà ngoài xã hội bây giờ rất là nhiều những sự việc khác mà có rất nhiều người xử lý rất hay, rất khéo đó. Và trong một câu chuyện nói ai đúng ai sai, bây giờ mình không thể nào mình nói được. Mỗi người có một khía cạnh khác nhau, mỗi người sẽ có một cái quan điểm khác nhau. Mình cũng đã từng trẻ con, mình cũng đã từng rất là máu chiến, mình hừng hực, mình nhào lên, mình cũng là định là coi như là khuynh đảo, mình khuấy lên cho tất cả mọi thứ, tại vì mình đâu có sai đâu, mình khuấy lên cho tất cả mọi thứ lòi ra hết, trồi lên hết, sự thật nó trồi lên hết. Nhưng rồi thôi, nhưng rồi lại thôi, tại vì
cũng đủ thời gian để đủ tuổi tác luôn, đủ thời gian luôn để mình chiêm nghiệm lại mọi thứ. Cái cốt lõi, cái ý nghĩa nhất cuối cùng ở trên cái đoạn đường đi này là gì? Chiến đấu mãi sao? Mình chiến đấu với một người nào đó, mình nhốt người ta vào trong cái lòng đó, nhưng thật ra mình cũng ở trong cái lòng đó với người ta. Nó chỉ có một cái cách duy nhất, đó là cái sự buông xả, cái sự buông bỏ đó. Thì lúc đó mình mới là người tỉnh tại nhất, mình mới là cái người mà có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh nhất. Và đôi khi mình sống, mình cũng không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. Vì vậy cho nên cách mà mình để đối diện với tất cả những cái sự ấm ức đó, những cái sự coi như là uất ức đó của mình, chỉ là việc mình quay ngược vào bên trong của mình để mình phục hồi lại đủ cái năng lượng cho bản thân mình, và mình không có sấn sổ, mình không có làm điều sai điều bậy. Người ta nói trong lúc tức giận đừng nói, trong lúc tức giận đừng quyết định và đừng làm bất cứ một điều gì, tại vì lúc đó chỉ có làm sai, nói sai, nói bậy thôi. Mình lập tức đẩy hết cái tư duy của mình hướng đến một điều khác nó ý nghĩa hơn, nó sâu đậm hơn với mình, nó sẽ tốt hơn cho mình, để mà mình không có bị sao nhãng bởi những cái điều xung quanh đó. Thế thôi. Đâu đó nó có vị trí ngôi sao của Nu mà cản Nu lại những cái chuyện đó hay không? Câu này cũng có thể đúng, ý này cũng có thể hay. Tại vì mình ý thức được mình là ai, mình như thế nào, địa vị của mình như thế nào, khán giả ngoài kia, hình ảnh của mình trong mắt của khán giả như thế nào, thì đó cũng nói lên cái vị trí của mình như thế nào. Và cái cách xử lý của mình cũng là một phần nói lên cho khán giả biết rằng mình là người như thế nào. Mỗi người sẽ có một cái tư duy khác nhau, đúng không? Sẽ có cách xử lý khác nhau. Thì cái cách xử lý của mình sẽ, nó sẽ là cái mà tiên quyết để khán giả quyết định rằng à, xử lý như vậy thì đúng, đúng là một ngôi sao, họ sẽ xử lý như vậy. Và khi nghe cái điều đó mình lại cảm thấy mình thích hơn là cái việc mà hôm nay đấu đá như thế nào, rồi chặt chém như thế nào, rồi quậy đục nước như thế nào. Khi mình nghe được một cái câu nói tưởng chừng như rất đơn giản, Nu xử lý vậy rất là hay, cũng đủ làm cho mình dịu lòng hơn, mình cũng cảm thấy mình tin hơn rằng là ok, những người muốn nghe mình nói, những người muốn nghe sự thật, những người tin vào sự thật, những người đồng hành yêu thương mình, họ biết cái cốt lõi bên trong như thế nào, và họ hơn bao giờ hết, họ không nói ra thôi, nhưng họ cần cái cách xử lý của mình như vậy, đúng không chị Minh? Họ cần cái cách xử lý của mình như vậy. Thì nếu mình xử lý đúng được như vậy, họ sẽ cảm thấy cũng thỏa mãn, đúng không? Ừ, nó chả cần phải đi lên để mà nó phân bua, nó nói tất cả những điều gì. Nó chỉ cần làm như vậy thì nó sẽ đúng với cái vị trí của nó hơn, nó cũng thỏa mãn được khán giả hơn. Và cũng rất là may mắn khi mà mình cũng như một đứa trẻ vậy đó, khán giả và mọi người xung quanh đó, họ luôn luôn yêu thương và họ đồng hành với mình, và họ gửi một cái tín hiệu để họ nhắc nhở mình rằng là hãy cứ bình thản, hãy cứ, chính họ là người đã dạy cho mình rất là nhiều bài học trong cuộc sống này, hãy bình thản và hãy đối diện với mọi thứ một cách thật điềm tĩnh. Và quan trọng, đối tượng mình phân bua là ai nữa kìa, đối tượng mình phân bua, đối tượng mình đang cầm gươm cầm giáo lên để sẵn sàng chiến đấu là ai nữa kìa. Có những đối tượng thì thôi buông gươm buông giáo xuống, thôi buông gươm buông giáo xuống, mình chiến thắng thì cũng không vẻ vang gì, cũng không gì, thôi mình buông gươm buông giáo xuống để tránh những cái cuộc đấu nó vô nghĩa. Trong cuộc sống của một người nghệ sĩ thì nói gì thì nói, cái tính ganh đua nó vẫn rất là cao. Và không biết là cái định nghĩa thắng thua đối với Nu như thế nào. Có thể là với một số đối tượng nó không quan trọng, nhưng với một số đối tượng khác quan trọng. Thì sao? Thì thích. Thì rất hào hứng. Tại vì người nghệ sĩ giống như những chiến binh vậy đó, họ đánh một trận đấu, có thể họ không chiến thắng, nhưng họ đánh hết mình, họ đánh bằng cả sức lực của họ, gươm giáo trên tay, không còn một mảnh giáp, nhưng mà bản thân họ cảm thấy như vậy đối với họ là chiến thắng. Và dĩ nhiên trong bất cứ môi trường nào, chứ không phải đối với một môi trường cố định như là showbiz thì mới có những cái sự chiến đấu tranh đua đó. Ở bất cứ môi trường nào cũng sẽ có những sự tranh đua, nhưng mà
chúng ta không thể nào bỏ qua cái yếu tố tranh đua này được. Mà tranh đua, chúng ta sẽ tranh đua bằng thực tài, chúng ta sẽ tranh đua bằng thực lực của bản thân. Thì mình sẽ cảm thấy mình có giá trị hơn. Đó. Mặc dù là cái chiến thắng của mình, xác suất nó không cao, nhưng mình cảm thấy là mình đã đánh được một trận rất đẹp, rất hay. Chúng ta phải biết ơn về những trận đánh mà không thắng đó chứ. Chứ nếu mà đánh một trận thắng về giết, thắng trận hết. Thì đâu còn gì để mà học hỏi, phải không? Hay là vậy? Thì mà phải thắng trận, thắng rất nhiều trận thì mới ngồi ở trên đỉnh cao được. chưa cao lắm. Tại vì trước đây là cao. Nhưng giờ lại thấy cái khác cao hơn. Lại muốn cao hơn nữa. Nhưng mà cao hơn trong một tâm thế khác cơ. Cao hơn trong một tâm thế khác. Cao hơn trong một cái sự thử thách khác. Đó. Và cái cao hơn này nó khó hơn. Cái cao của đoạn sau này là cái đỉnh cao của đoạn sau nó sẽ khó hơn cái đỉnh cao của đoạn này. Sẵn Nu nói cái này á thì Diệu Minh mới hỏi. Tức là tự Nu cảm thấy rằng là đã từng cao nhưng bây giờ thì lại có những cái đỉnh khác Nu muốn chinh phục hơn. Người ta hay nói là nghệ sĩ thì thường là giai đoạn đỉnh cao nó cũng có cái thời hạn của nó. Giai đoạn đỉnh cao có thời hạn của nó. Kiểu giống như là dù sao thì mình cũng đã là ngôi sao trong một thời gian rất là dài rồi. Mình có sẵn sàng cho việc sống sau xô sống trước hay không? Nếu mà chị Diệu Minh nói về chuyện thời hạn, thời lượng của một ngôi sao, mỗi ngôi sao có cách tỏa sáng riêng của cái ngôi sao đó. Có thể hôm nay chị Diệu Minh có thể thấy một cái ngôi sao khác sáng hơn. Nhưng cái điều quan trọng khi mà chị nhìn về cái ngôi sao cũ, chị vẫn thấy nó đang sáng. Nó đang sáng rực rỡ đó. Thì cái việc sống sao xô sống trước hay một cái ngôi sao khác lóe sáng hơn một ngôi sao nào đó đi, thì đó là chuyện hiển nhiên của tự nhiên mà. Đúng không? Nhưng cái quan trọng, ngôi sao nào cũng có thời lượng tỏa sáng của nó. Hãy là một ngôi sao tỏa sáng mãi mãi, chứ đừng là một ngôi sao lóe lên cái xong rồi lại vụt tắt đi thì nó lại rất là phí. Và hãy là một ngôi sao mà người ta gọi được tên, nhớ được tên đó. Khi mình đi ra mình ngắm một bầu trời sao thì mình biết à đây là sao chòm Bạch Dương, chòm Nhân Mã, đây là ngôi sao gì đó gì đó gì đó, thì người ta sẽ nhớ cái tên của ngôi sao đó. Và mình luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng một cái tâm thế để bản thân mình biết là mình sẽ tỏa sáng theo cái cách nào của mình, và làm sao để mà càng nhìn thì mọi người sẽ càng cảm thấy nó gần và càng muốn nhìn nhiều hơn nữa. Nhưng mà ngôi sao có khi chỉ nên ngắm từ xa thôi, đừng có lại gần quá. Tại sao không hiểu tại ngắm, sao lại ý là ngôi sao ngắm từ xa thì thấy rất là đẹp, rất là lung linh à, không, còn nhìn gần quá thì sợ. Người đẹp thì chỉ nên nhìn từ xa, vì sao biết không, vì tại vì khi nhìn từ xa hoặc là khi nhìn lướt qua, cái đẹp á nó vương vấn mãi ở trong đầu vậy đó, nó giống như một cái mùi hương vậy, nó cứ đậm mùi trong đầu vậy đó. Nhưng đến khi mà đến gần, cái mùi hương nó có thể hơi hắt một chút. Cái người đẹp đó nó có thể hơi khó tính một chút. Cái người đẹp đó nó hơi hơi ấy, cho nên cái người đẹp nó sẽ cô đơn. Dạ, rất đó. Cô đơn. Dạ 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 dạ. Và khi mà bóc đó, tách biết nó ai rồi đó. Lại phải bóc tách về cái vấn đề người đẹp và cái sự cô đơn này nữa thì nó đau đầu lắm. Nhưng mà đúng, định nghĩa ngôi sao thì hơi xa cách một chút xíu. Hơi có khoảng cách, một cái khoảng cách nhất định nào đó thì mọi người sẽ luôn luôn cảm thấy ồ, cái ngôi sao đó, cái ấn tượng về ngôi sao đó sẽ luôn đẹp. Nu muốn mình là ngôi sao như thế nào? Được ngắm từ xa hay là có thể sờ nắng được? Dĩ nhiên là không sờ nắng được rồi. Sờ nắng được thì hơi nhạy cảm quá. Mình nên là mình thích là một ngôi sao. Thôi nói ngôi sao thì xa cách quá. Mình thích là một bài hát mà để mọi người luôn luôn nhớ cái giai điệu đó trong đầu. Một cái bài hát mà nó đi hát karaoke được khó không? Khó ai hát được. Đó. Mình thích là một cái bài hát thử thách. Khó ai hát được. Không, như chuyện này thật nha. Thèm, nhiều khi mình thèm. Nhưng mà phải hát được nó mới viral, nó mới nhưng quốc mà, dân. Nhưng mà khi mà người ta không hát được, người ta sẽ nghe nhiều. Người ta nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại. Chứ mà cái bài hát mà người ta đã hát được rồi, rồi xong rồi người ta sẽ tự tin á. Người ta tự tin cái người ta hát thêm mấy bài nữa. Cho nên hãy để Nu là một giai điệu có vẻ chinh phục một chút xíu. Có vẻ hơi khó chinh phục một chút xíu để
cứ cảm thấy cái giai điệu nó sẽ cứ cứ văng vẳng ở trong đầu mình mãi vậy đó. Còn một cái giai điệu mà nó bình thường quá, nó này kia, thì ngày mai sẽ có một giai điệu khác liền. Có phải vì vậy mà Nu gần như là không có tham gia một cái chương trình thực tế nào luôn á, đúng không ta? Năm nay người ta nói là có rất nhiều Dương Thịnh Âm Suy, Dương Thịnh Âm Suy. Trời ơi, năm nay là biết bao nhiêu format gọi tên các nam ca sĩ nhưng vẫn không thấy Nu đâu. Đây cũng có thể gọi là một cái gọi là như thế nào ta, nó từ nhiều yếu tố khác để mà có thể có câu trả lời chính xác cho cái câu hỏi này của chị Minh, là tại sao không thấy Nu Phước Thịnh trong các show truyền hình, game show hoặc là các TV reality show. Thì cũng đã nói vấn đề này rất là nhiều lần rồi, tại vì luôn luôn để mà tham gia vào bất cứ một cái chương trình nào, mình luôn luôn ướm mình vào trong chương trình đó để xem con mình có phù hợp hay không. Trước đây Nu Phước Thịnh cũng tham gia nhiều game show, cũng coaching cho The Voice, The Voice Kids nè, rồi cũng The Remix, tức là cũng một thời mình coi như là hòa mình vào cho cái không khí của reality show. Nhưng mà thời đó reality show kiểu giống như là nó ít á, nó sẽ chắt lọc được rất là nhiều những cái chất lượng, còn bây giờ quá nhiều. Và mình xem một chương trình á, mình tự hỏi, mình đặt ra một câu hỏi là cuối cùng cái cốt lõi khán giả xem chương trình này vì cái gì? Nếu mà vì một yếu tố giải trí á, mình thiếu, mình ít. Còn nếu mà để một yếu tố mà để chất lượng đồ này kia, đồng ý mình có thể đáp ứng được. Nhưng mà bây giờ họ, khán giả ngoài kia họ lại thích xem những chương trình mang yếu tố giải trí nhiều, đúng không? Mình xem một chương trình truyền hình, mình xem một chương trình game show hay là reality show thì mình luôn luôn thích có cái thử thách, có những cái moment giải trí, thích Nu tấu hài nè, vô tri đồ nè, đánh kiểu đá các kiểu đó. Đồ này kia vậy. Bỏ đó ổn nhưng mà đó thì mình là cảm thấy mình không đáp đáp được, mình không đáp ứng được nhiều những cái moment, không đáp ứng được những cái khoảnh khắc đó cho khán giả đó. Và mình không có, mình cho nên là mình cũng hạn chế để mà mình, và thật sự thì cũng một khoảng thời gian mình cũng loay hoay với những cái việc cá nhân của mình, tại vì một khi đã hy sinh mình, đã gieo mình vào trong những cái show đó thì bắt buộc phải dành thời gian cho cái show đó rất nhiều. Đó, trong khi khán giả của mình thì bao nhiêu năm rồi họ đang cần lấy một cái dự án comeback, họ đang cần lấy một cái dự án, đang cần lấy một cái gì đó rất riêng, rất là mới mẻ của Nu Phước Thịnh. Mình vẫn rất là biết ơn á, mình vẫn rất là biết ơn nha, tất cả các nhà tổ chức, các đơn vị tổ chức của các game show, họ luôn luôn đặt cái tên Nu Phước Thịnh lên hàng đầu cho cái vấn đề là cái nhân họ luôn luôn gửi lời mời và họ luôn đặt cái tên Nu Phước Thịnh lên hàng đầu cho những một cái nhân tố mà cực kỳ gọi là đáp ứng đủ những cái yếu tố nào, là từ thí dụ như hát cũng được, nhảy cũng được, perform cũng được, vocal cũng được, rồi thậm chí mỏ hổm là được luôn, anh đáp được luôn. Nhiều người còn bày tỏ thật sự là chúng tôi chỉ cần anh là kiểu giống như là phải thật khổn vô rồi cái kiểu cái mình nói chứ thiệt hả, bước ra đây ngồi mà lời mời một lời mời vì để chỉ hổm thôi hả? Ừ, tại những yếu tố khác là nó sẽ rất bình thường với khán giả luôn, khi mà Nu Phước Thịnh tỏa sáng rồi power rồi kiểu như vậy trên sân khấu, nhưng mà phải hổm trước đã đó, thì mình cảm thấy là mình chưa hổm lắm. Mỏ hổm trở thành signature của em rồi. Không nha mọi người ơi, thật ra là mình không, nhưng mà moment nào nói em hổm vậy? Cơ sở nào? Cái mặt của em á, mặt em sao? Nhiều người còn thái độ hơn em nữa, mặt em sao? Mặt em hách hả? Phải không? Em được mệnh danh là một người rất thân thiện với mọi người luôn á, chị Minh. Sao chị có thể kết luận mặt em hách? Cái này là không, cái này không công bằng. Không, phải nói thật, bây giờ bóc tách thật đi, tại sao mọi người lại nghĩ là em mỏ hổm các kiểu? Không, tại vì xin thưa với mọi người rằng là em phải trả lời câu hỏi này với gia đình của em, nhất là với mẹ của em, là tại sao mỏ hổm. Em nói không, em không có mỏ hổm đâu. Thì tại sao mỏ hổm? À, em cho nên em mới thắc mắc là ủa từ đâu mà em bị mỏ hổm? Em hỏi gì chị, hỏi ai? Ủa chị đem những cái luồng gió, chị đem những cái luồng dư luận ngoài kia về đây để chị hỏi em là chị tiên quyết cho em một cái yếu tố đầu tiên đó là mỏ hổm, thì tại sao mỏ em lại hổm? Thì giống như kiểu chị đừng nói ngoài kia nó nói xong rồi chị nói lại cho em nghe nha. Thì
đó comment thôi. Ừ, nhưng mà cho em hỏi là đó, cho em hỏi là đó, tò mò về cái cá nhân của em xong rồi mặc định là em hổn. Mà... Ủa, em không có coi mấy cái clip TikTok mà mọi người lấy mấy cái câu mà em đối đáp ở trên livestream á với lại fan á, ví dụ giờ hỏi đó cái là gì một đó. Sự quê mùa chẳng hạn, như em không biết, em không đọc chữ được. Em không đọc chữ được thì em nói em không đọc chữ được. Thế nào em hổn? Không, chỉ có một cái clip mà mọi người list ra rất là nhiều câu trả lời của em luôn á. Ủa vậy là nó rất bình thường, một cái mô mình rất bình thường của em luôn, là tại vì em kiểu kiểu giống như là em connect với mọi người kiểu rất là tương tác, rất là thân thiết đồ này kia đó, chứ không phải là mỏ hổn đâu mọi người ơi. No. Tại vì thí dụ như mình có kinh doanh cái gì đó đi thì kiểu mọi người sẽ thích một cái nhân vật mà nó thật là hoạt bát, thật là linh hoạt, rồi sẽ đối đáp với mọi người, tại vì mọi người đến livestream mọi người cần câu trả lời đúng không? Mọi người hỏi thì mình trả lời thôi, chứ đâu có gì là hổn đâu. Với lại trời ơi, chứ em là em thấy hả, ngoài kia nhiều người mỏ hổn hơn em á. Mà hả, kiểu mình chỉ là một người giống như là chỉ là tương tác để mà kết nối với mọi người thôi, chứ không có hổn đâu. Không, mọi người cũng gọi yêu vậy thôi mà. Gọi yêu vậy thôi hả? Mà gọi mỏ hổn. Yêu nào? Yêu dữ chưa? Yêu dữ. Yêu dữ chưa? Hy vọng là sẽ có một cái đoạn nào đó mình có một cái game show nào mà thật sự mình phù hợp á. Mình thật sự phù hợp. Mình làm được, mình phát huy hết được cái khả năng của mình. Đó, thì mình sẽ chắc chắn là gì chứ mình cũng sẽ tham gia vào, mình cũng muốn thử sức mà, mình cũng muốn challenge bản thân mình xem là mình phù hợp với những cái môi trường như vậy hay không. Và nhất là nói là bản thân lúc nãy cũng trả lời là mình cũng rất là thích những cái sự tranh đấu, mà nhất là tranh đấu bằng khả năng, tranh đấu bằng tài năng, thì chắc chắn là mình, nhưng mà phải tài năng nha, phải tranh đấu bằng tài năng thật sự nha, phải tranh đấu một cách công tâm thật sự nha. Mình là mình thích hai chữ công bằng, phải tranh đấu bằng công bằng thật sự nha. Chứ đôi khi mình có những cái sự tranh đấu mà nó cài cắm quá nhiều thì đôi khi nó lại thật sự phức tạp. Có khi nào cũng vì hai cái chữ ngôi sao mà nó cản trở Nu không có muốn đi ra khỏi cái vùng an toàn của mình? Tại vì rõ ràng tham gia một số những cái chương trình thực tế nó cũng có thể ảnh hưởng đến vị trí của mình. Có ảnh hưởng không? Có ảnh hưởng. Đâu ai biết được là sẽ có cái gì trong đó đúng không? Là con dao hai lưỡi đúng không? Đúng rồi. Thì như vậy nó lại càng là một thử thách để mà mình chứng minh cái vị thế ngôi sao của mình hơn nữa. À, nếu cốt cách của mình là một ngôi sao thì dĩ nhiên những cái trong gai làm mình tỏa sáng hơn nữa. À, còn nếu mà thật sự là mình hổn thiệt, mình mình đớp chát thiệt thì trời ơi, cỡ gì mà cũng lòi ra, phải không? Mình cũng sẽ kiểu hiện nguyên hình cái kiểu gì đó, mình sẽ bị thu phục. Nhưng mà không đâu, nó không phải là yếu tố tiên quyết cho cái việc mà mình sợ bị ảnh hưởng cái vị trí của mình đó. Tại vì bây giờ mà một cái lượt view, một cái lượt lượng coi, theo dõi của khán giả cho một cái series game show nào đó, nó khủng khiếp, khủng khiếp. Mà thật ra cũng có những cái show mình coi xong mình cảm thấy format cái này dễ thương quá, gần gũi quá. Đó, mình cũng thích lắm. Mình cũng thích thử thách, nhào vào. Chứ mà cứ ở nhà rú rú không làm gì hết trơn, mọi thứ nó bị nhạt nhòa đi. Đó. Lâu lâu cái việc mà tham gia vào một tập nào đó hoặc một cái game show nào đó, nó cũng làm cho bản thân mình có được nhiều những cái học hỏi, được tiếp xúc nè, được giống như là được cởi mở hơn, được mở lòng mình hơn và được giới thiệu mình với khán giả mình nhiều hơn. Thì chỉ là chưa thôi. Hy vọng là có một cái show nào đó mà bản thân mình đủ cái quyết tâm. Với lại mình thì lại mình thích những cái show mà nó kiểu gần gũi hơn một chút. Đó, trước tiên quyết là khía cạnh mà để cho nó gần gũi hơn một chút. Tức là mình vẫn có những cái sự tương tác, khán giả họ nhìn thấy được cái khía cạnh mà nó rất là đời của mình. Hồi nãy Nu có nói là khán giả của Nu bây giờ có vẻ như trông chờ một cái sản phẩm âm nhạc nhiều hơn là việc Nu tham gia một cái game show. Vậy là chừng nào thì mới đáp ứng yêu cầu đó? Thì mình đang lục đục loay hoay cho một dự án mới cùng với một team sản xuất mới,
Và hy vọng trước đây những cái điều mà Noo Phước Thịnh đã từng làm, đã từng làm, đã từng đóng góp vào trong thành công của rất nhiều những nhạc sĩ trước đây, thì bây giờ chương mới này Noo Phước Thịnh sẽ lại được có cơ hội đồng hành với những nhân tố mới, và lại một lần nữa có thể đóng góp cho những cái sự thành công, đóng dấu cái tên Noo Phước Thịnh vào trong những cái sản phẩm thành công cùng với những người nhạc sĩ mới, để khán giả sẽ lại có thể vừa nghe cái cũ mà vừa có những cái mới, để mà mọi người có thể lại ủng hộ hơn nữa cho mình. Chỉ là tóm lại là có cái để chờ đúng Buổi nói chuyện này không? có thể là một trong những tiền đề để mọi người có thể chờ. Ngoài cái việc mà hổn hổn nãy giờ thì cái ý chính vẫn là mọi người đã chờ Nu quá lâu rồi. Nu rất là biết ơn mọi người vì đã chờ Nu quá lâu rồi. Và Nu hơn bao giờ hết, hơn ai hết, Nu cũng sốt ruột lắm. Nu thấy cái tình cảm của mọi người. Và có một điều này xin phép được nói trong on set, trong show của chị Minh, một cái chia sẻ, một cái tâm nguyện, một cái tâm đắc rất là lâu của Nu, khi mà trong những cái ngày tháng mà bản thân mình không có hoạt động quá nhiều, mình gọi là ngủ đông á, mình đi tìm kiếm những cái chất liệu mới cho mình đó, thì đúng nghĩa là cái tên Noo Phước Thịnh được nuôi nuôi được nuôi dưỡng, được coi như là vun đắp bằng chính cái tình yêu thương của khán giả. Mỗi ngày những khoảng thời gian đó mình sống bằng những cái clip cắt kết giật giật bặt bặt của khán giả. Mình về mình coi lại những cái khoảnh khắc trước đây mình đã tỏa sáng như thế nào, mình đã tung hoành như thế nào, mình đã được mọi người yêu thương như thế nào. Mình khán giả là những người luôn luôn đồng hành, nhắc nhở, rồi họ luôn luôn gọi là tái dựng lại tất cả những cái khoảnh khắc trước đây mà có những lúc mà mình phải rơi nước mắt. Có thể trong cuộc sống có rất nhiều sự tổn thương, nhưng mà đôi khi mình không đau bằng cái việc mà chính khán giả của mình lại là người nuôi nấng lấy cái tên nghệ sĩ của mình, Noo Phước Thịnh. Chính khán giả của mình lại là người động viên mình, lại push up cho mình có một cái động lực. Có nhiều khúc cũng muốn gục ngã, có nhiều lúc cũng muốn dừng chân đó. Nhưng mà rồi coi là những cái clip mà mọi người dựng á, mọi người truyền tay nhau, mọi người share nhau những cái khoảnh khắc mà mình đứng trước bao nhiêu ngàn con người, bao nhiêu cái ánh sáng lấp lánh ở dưới kia. Và để nói cho mình biết một điều rằng là cái tên Noo Phước Thịnh nó được sống nhờ vào cái tình yêu thương của mọi người, và không có được chùng bước, không có được chùng chân, cũng có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian, nhưng rồi hãy dùng chính những cái ngọn lửa mà mọi người đã tiếp cho mình để mà tạo thành một cái ngọn lửa niềm tin lớn nhất, để mà có thể lại bước tiếp trên cái con đường này, nhưng mà ở một cái tâm thế mới, một trạng thái mới, và để những cái cũ nó lùi sâu vào bên trong, nó lùi sâu vào phía sau đi, và hướng đến phía trước để mà đáp lại cái sự yêu thương của mọi người. Hơn bao giờ hết, ngày nào mình cũng coi đó, lý do tại sao mà nhiều khi đi hát hay kêu mọi người ơi hãy cáp kết giật giật cho mình, một phần là tại vì mình bị quê mùa mình không hiểu, một phần là vì mình coi những cái đó mình xúc động mình khóc lắm, là tại vì lúc đó mình hỏi Noo Phước Thịnh của cái khoảnh khắc đó ở đâu rồi, lúc này mình ở đâu, mình làm gì, mình như bị giống như là mình bị cột tay cột chân lại, nhưng mình không làm được bất cứ một cái điều gì hết trong khi mình rất muốn làm, nhưng ở đâu. Những cái chất liệu mình đang tìm ở đâu, những cái sản phẩm mình đang muốn có ở đâu, những cái tiêu chuẩn mình muốn đạt đến ở đâu, những cái sự thay đổi, những cái sự mới mẻ nó ở đâu, làm sao để kiếm đây, cũng đi loay hoay tìm khắp nơi và cứ mãi nằm trong sự im lặng vậy đó, để chi, để hy vọng rằng là một cái sự trở lại nó có thể thỏa mãn được, nó có thể đền đáp được những cái điều mà mọi người, khán giả của mình, những fan, những người yêu mến mình, họ luôn luôn ở bên cạnh mình, họ nhắc nhở mình. Thì chắc là mọi người cũng đã chờ lâu lắm rồi. Thì vậy cho nên hãy để cho lúc này, những cái sản phẩm lúc này sẽ lại là một trong những cái bước đầu tiên cho những cái chương mới. Mình sẽ cùng nhau mở ra một cái chương mới. Giống như là hồi đầu năm cùng với các bạn má sốc, Tuyệt vời. trời ơi, tự nhiên cái chị lướt
nào cũng thấy Nu, xong rồi tất cả mọi thứ của Nu được đào bới lại, mà giống như là Gen Z tiếp cận với lại chú Nu từ đầu. Mà thật ra mình đứng ở trong cái sân khấu đó mình là chú rồi đó chứ không phải. Mà khi mà mình ngồi cùng với những người mà của làng sóng xanh, mình bồi hồi lắm, tại vì lúc đó đúng là cái cảm giác mà nghệ sĩ triển vọng, ca sĩ trẻ triển vọng được, nó được tái hiện lại. Đứng trên đó mình có bị, mình nhìn mà bây giờ cái không khí của làng sóng xanh, cái hình ảnh nó phát triển hơn rất là nhiều, thăng hoa hơn rất là nhiều, cho nên là nó lại làm cho mình kiểu rất là ghen tị với các bạn trẻ bây giờ, khi mà giải thưởng nè luôn luôn có được những cái sự vinh danh cho các bạn, để mà tiếp thêm động lực cho các bạn rất là nhiều. Thì khi mà hát cái bài hát đó mình cũng hòa mình vào, mình cũng được hưởng ké một chút cái không khí trẻ của các bạn. Ôi nó điên cuồng lắm, nó hoang dại lắm, nó máu lửa. Mà trời, mình nghĩ cái cơ hội đứng ở trên sân khấu làng sóng xanh nó phải thật sự là một cái niềm vinh hạnh rất lớn của mình, một cái cơ hội vô cùng may mắn để mà mình có thể lại một lần nữa mình có cảm nhận lại cái cảm giác đó. Tuyệt vời. Thật ra là dù mình cũng cảm thấy rất là vui, tại vì là theo dõi Nu từ những ngày đầu, thì cái đoạn mà bắt đầu thấy mọi người á hạ lên clip mà cái gì ta, người đàn ông không tuổi ha, xong rồi double visual với cái thứ hai, xong rồi thậm chí những cái clip phân tích là ha, anh Nu hát như thế này nè mọi người, kỹ thuật dày nè mọi người, rồi đàn rồi, hàng sao nhưng mà rồi cái kiểu là, nhưng mà rồi cái kiểu mà giống như là mình hòa mình vào trong âm nhạc trẻ của các bạn trẻ, mình mới thấy các bạn quá là tài năng, các bạn quá là sáng tạo. Và rồi mình xem cái mình cứ thắc mắc là tại sao mọi người cứ quan tâm vô cái chuyện tuổi tác làm gì, trong khi mình đứng mình thuốc thủy tiên đó, mình muốn quên nó đi. Tại vì thì thí dụ trộm vía là mình có trẻ đi, ví dụ mình cũng cho mình được trẻ trong đêm đó, mình cũng hòa tan mình được trẻ. Ví dụ từ mọi người có thể nói ồ ca sĩ trẻ này chung với tất cả mọi người đi, thì cùng một đẻ quê, còn đằng này bớt nhắc U40 rồi đó, U40 rồi mà sao vẫn còn trẻ gì nè các kiểu. Có thể đừng có đồ đậm với chữ U40 được không? Tất cả các tiết bài dược đều là U40 rồi, U40 rồi, U40 rồi. Sợ U40 rồi. Không, có thể với phụ nữ thì tuổi tác nó có thể là một điều sợ, nhưng mình không sợ. Với đàn ông tuổi tác thể hiện sự trải nghiệm. Đúng rồi. Mình không sợ. Đúng rồi. Mình cảm thấy tuổi tác nó chỉ làm cho mình có cái sự điềm tĩnh hơn, nó sẽ làm cho mình có những cái trải nghiệm hơn trong cuộc sống thôi. Còn có những người phụ nữ hắc tuổi các kiểu không bao giờ đoán được tuổi, rồi xong rồi lúc nào cũng kiểu xung quanh mình á, những người phụ nữ mà họ luôn luôn xinh đẹp, họ luôn luôn, thế là bản thân mình cứ lại thắc mắc là tại sao cái tuổi tác nó lại quan trọng như vậy. Mà khi mình đứng ở trên sân khấu với các em các bạn á, thì mình cảm thấy trời ơi cái nguồn năng lượng này nó lớn kinh khủng, tuổi tác gánh không nổi đâu. Nó bị dội ra, tại vì đứng với các bạn trẻ mà các bạn rõ ràng nếu mà nói về cái chuyện hát tuổi hay nói lên kia, mình cũng có thể coi như là giấu nhẹm nó đi, mình cũng có thể tan vô các bạn chút xíu, nhưng cái quan trọng hơn bao giờ hết đó chính là không thể phủ nhận, đó chính là cái năng lượng, cái sự sáng tạo và những cái sản phẩm mà các bạn làm ra được á, khó mà cái độ tuổi mà nó chạy theo cho kịp lắm thật, dù gì nó vẫn phải có khoảng cách, tại vì tư duy bản thân nó đã khác. Thì vì vậy cho nên là cái thước đo đẹp nhất luôn luôn là những cái giải thưởng. Làng sóng xanh là một trong những giải thưởng mà kiểu cái thước đo chính xác nhất để mà muốn cảm nhận lấy những cái nguồn năng lượng đó, thì chỉ có ở những giải thưởng âm nhạc thì mới có được những cái show, mới có được những cái cảm nhận vậy thôi. Có những cái tên Gen Z nào mà ấn tượng với Nu không? Nhiều lắm. Các bạn bây giờ Hiếu thứ hai nè cũng là một cái Gen Z, một bạn mà mình có thể mình rất là thích. Rồi Ren Evans, Phương Mỹ Chi. Phương Mỹ Chi cũng là một trong những cái tên Gen Z. Rồi Tà Linh nha, ấn tượng với Tà Linh. Rồi Gen Z hả? Gen Z chắc Đức Phúc hết Gen Z rồi hả? Đức Phúc hết mém. Gen Z. Mém Rìa. Đó. Tà Linh cũng là một trong những cái nhân tố mà sẽ rất là. Rồi bạn Win gì đó. Win. Win đúng không? Ừ. W-E-A-N. Đúng rồi, Win. Bài Bad Bye. Thì mình thích nghe lắm. Mình nghe rất là nhiều nhạc của các bạn. Cray D. Cray D nữa đúng không?
Grady cũng là Gen Z, được tính là Gen Z. Rồi tính ra là Nu rất là update thị trường luôn á. Tại vì nhạc của bạn quá hay. Nó cuốn mình vào trong cái guồng xoay cảm xúc đó, và lúc nào mình cũng hay. Mà nó sẽ hết cái giai đoạn này sẽ đến cái giai đoạn khác. Âm nhạc không giống nhau luôn. Thường người ta làm một cái album hay là làm một cái EP, nó sẽ theo một cái nền chủ đề chung. Còn các bạn hả? Các bạn dắt rất hay, các bạn dùng âm nhạc, các bạn dẫn dắt rất hay. Khi mà vừa mới đang câu chuyện đang màu hồng gì đó, các bạn đưa hẳn sang một màu sắc khác, mà lại làm cho mình chìm đắm vào trong đó, và mình thấy được hình ảnh của mình trong đó. Vì vậy cho nên mình mới nói là luôn luôn sẽ có một cái khoảng cách như vậy, mà những người cái lớp trước khó mà có thể ướm mình vào trong những cái năng lượng đó lắm. Nhưng mà mình vẫn có những cái giá trị của mình. Giá trị của mình thì bây giờ mình thì bây giờ mình đang trong đợi đây. Mình đang trông đợi là mọi người sẽ thấy được cái sự gọi là mong đợi, cái sự gọi là coi như là hào hứng hừng hực của mình, để mình đổ hết tâm huyết của mình vào trong những cái sản phẩm comeback lần này, để mà chứ gì là lộ comeback lần này luôn rồi. Phải hồi nãy là chưa, bây giờ là bây giờ okay. gấp quá rồi cho nên là thôi thì xin cho dù có một sự gọi là thử nghiệm đi hay mới mẻ đi, thì cũng hãy đón nhận trong một cái trạng tâm thái rất là vui vẻ và tích cực, để mà bản thân Nu và những ekip của mình có được những cái kinh nghiệm để mình rút ra, rồi mình lại bắt đầu mình lại điêu khắc lại tiếp cái những cái sản phẩm của mình. Thì nhưng mà trước mắt là vẫn phải cái yếu tố để mà tiên quyết để mà ra sản phẩm vẫn là đáp lại một lời tri ân từ khán giả, để mà gửi lấy một lời cảm ơn tới khán giả là vì họ đã nuôi cái tên Nu Phước Thịnh quá lâu. Nhiều khi đang nằm vậy đó, tự nhiên mấy bài TikTok của mình lại nổi lên lại. Yêu một người sao buồn đến thế, rồi em đã thương người ta hơn anh, rồi tất cả những cái bài hát đó lại trồi lên lại một cách kỳ diệu và nhiệm màu như vậy. Thì mình mới nghĩ đó, âm nhạc của mình cũng là một cái gì đó rất sâu đậm trong lòng của mọi người, không có nhạt nhòa đi. Vì vậy cho nên hãy nhóm mình lên và để ra những cái sản phẩm mới, biết đâu được, tôi hên xui nó sẽ lại là một cái sự thử nghiệm mà khán giả lại rất là yêu thích, và mình có thể có được một, tại vì trước đây thật ra cũng chờ lấy một cái duyên nào đó cho một sự định hướng âm nhạc mới, nhưng mà chờ mãi có vẻ thấy bản thân mình cũng kiểu khó để mà ướm áo vào người, để mà làm sao để mà mình biết là mình đi như thế nào là tốt, tại cái gì cũng phải có thử nghiệm. Cho nên cũng may lần này có một vài những producers mà họ rất là hứng thú khi làm việc với mình. Họ cũng truyền cho mình ngọn lửa, như là Phúc Bồ nè, Tuno, Nguyễn Mạnh Tuấn nè, cũng lại đưa cho mình rất là nhiều những cái làn gió mới trong âm nhạc. Thì hy vọng là nó sẽ work, nó sẽ hiệu quả, để mà mọi người cảm thấy Nu Phước Thịnh lại nhộn nhịp, rộn ràng trong thời gian sắp tới này. Rất là cảm ơn Nu với những chia sẻ ngày hôm nay. Và giờ mình không biết nói gì hơn, mong Nu luôn luôn là ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời của mình. Cảm ơn chị Diệu Minh, và cảm ơn Onset vì một sự trải lòng, một buổi chiều thật là chill. Nhưng mà là chill chill nè. Chiêu không? Trời đẹp. Không, đừng có tính tới view, tại vì mình tính tới câu chuyện đi chứ. Em nghĩ là khán giả nãy giờ, thí dụ họ nghe đi, là họ chỉ nhìn vô mặt em thôi. Họ chỉ coi mặt có hổm không? Là nãy giờ có cái khoảnh khắc nào mình hổm không nè? Mình cắt bớt cái khoảnh khắc đó, mình hơi gọi là mình nhìn em bởi vì đẹp trai. Không, giờ đẹp trai, nhiều người đẹp trai lắm. Nhưng mà đó giống như Hiếu Thứ Hai đi. Mọi người thấy Hiếu Thứ Hai đẹp trai lắm, không? Nhưng mà người ta thích là gì? Lúc bật lại, Hiếu Thứ Hai nó rất là kiểu rất là giỏi. Đó thì mọi người lại thích như vậy hơn. Đó. Thì nhưng mà mình già rồi đó, Hiếu còn rất là trẻ luôn đó. Phải tin tưởng nha. Dạ. Tin tưởng, cho nên hy vọng là cũng là một trong những buổi chiều nói chuyện thú vị và đem lại được nhiều những cái thông tin và nhiều những cái trải lòng thú vị với mọi người, để mọi người hiểu không thôi. Cảm ơn các khán giả rất nhiều đã theo dõi Onset cùng với Diệu Minh và Nu. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Nhưng mà người ta cần tìm hiểu em để người ta đánh gục em. Ai cần tìm hiểu em vậy? Hãy đánh gục em đi. Nếu mà muốn đánh thì hãy cứ tới và đánh, chứ đừng thông qua chương trình này để tìm hiểu như vậy. Bao nhiêu người tò mò về đời tư của em,
hỏi chị nhưng mà giờ chị cũng có biết gì đâu trả lời. Tại vì ở ngoài kia em sống khép kín quá hả? Tất cả mọi người không có biết về đời tư của em hả? Thấy họ cứ hỏi xung quanh ngoài chuyện là yêu ai? Yêu người này phải không? Yêu người kia phải không? Yêu người nọ phải không? Chứ đâu còn nhiều ngoài đời tư để mà tìm hiểu nữa đâu đúng không? Tại vì thật ra nó cũng không gì hấp dẫn á, phải không chị Minh? Không, tại vì chị nghĩ đó là người nổi tiếng á, thì ai cũng tò mò người nổi tiếng khác với lại người bình thường như thế nào. Em ồ nhiều khi có nhiều Nhiều cái khi comment em thấy chứ ồi người nổi tiếng hồi Noo Phước Thịnh mà cũng đi dép hả, Noo Phước Thịnh mà cũng Noo Phước Thịnh mà cũng ăn vậy hả, ăn cũng ăn xoài hả, cơm. cũng ăn cơm hả, cũng ăn xoài hả, sao ta dạ cũng ăn bình thường Ăn me đồ. ăn me đồ, ăn me ăn xoài đồ như bao nhiêu người bình thường khác, Rửa chén coi chừng bị bốc đồ. đó, coi chừng bị bốc ra là rửa chén xạo á, tại vì bị soi kỹ quá, rồi chén mà không có bọt nè, rồi rửa chén mà chén sạch bông mà đem ra rửa nè, chắc cái này hát một bài rửa 10 lần.